Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em lại tiếp tục lên một video. Video ngày hôm nay là mã D ha. Thì mấy bữa nay dịch bệnh rất là phức tạp. Em ở trong Sài Gòn này rất là phức tạp. Và cái nữa là hàng thì chắc chắn là sẽ không có nhiều đâu. Ở đây không phải riêng gì mình em mà tất cả các kênh bán hàng luôn. Và cái thứ ba nữa là tình hình bây giờ ship cũng rất là khó khăn nha mọi người. Thì cái đợt trước á, cái video trước á, em có ship hàng á, em đã bị giam cũng khoảng 8-9 đơn gì đó. Thì có những cái đơn em đã liên hệ với khách hàng là em đã cũng đã chuyển khoản trả tiền lại cho khách hàng rồi. Bây giờ đơn hàng của em thì nó đang giam ở kho 21 ngày bị phong tỏa. Bây giờ em chọn cái chỗ khác để mà vận chuyển rồi. Cái nữa là mọi người hãy hết sức cẩn thận mùa dịch này nha. Hạn chế ra đường, cấm tụ tập đông người. Cảm ơn tất cả mọi người. Đó cũng là lời gửi trước khi video em vô bắt đầu em cũng gửi tới tất cả mọi người ở trong mùa dịch này. Nhớ bảo gìn sức khỏe ha. Rồi, hôm nay video của em là mã D ha. Mã D của em ngày hôm nay có 33 mã thôi. Và với một cái nữa là cũng nói sơ qua vấn đề là đất là ai chuyển khoản sẽ bao ship. Và thứ hai nữa là ai support thì ở trong Sài Gòn thì là 10.000 và ngoại thành là 20.000 ha. Và bây giờ tình hình dịch bệnh nó cũng đang khá phức tạp đó, cho nên ship nó cũng hơi trễ nha mọi người. Cho nên mọi người cũng thông cảm cho em ha. Và nhớ để số điện thoại để mà khách hàng shipper người ta gọi á, mọi người có thể nhận hàng giúp. Cái đó cũng là điều em cảm ơn tất cả mọi người và cũng là điều ở trong mùa dịch này em cũng nói thay cho tất cả mọi người bán hàng á, là mọi người mua hàng á nên có giống như là mình hãy nhận hàng giúp cho mọi người. Tại vì mùa dịch này nè, shipper họ cũng rất ngại vấn đề ship đi ship lại nha mọi người. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ em sẽ vô mã đầu tiên, mã D1. Mã D1 đây là một con Senoku. Và con này là thép 3 lớp, lỗi không rỉ nha mọi người. Lỗi không rỉ thông thường là lỗi VG. Nhưng mà không phải em không biết chắc là VG mấy. À, con này còn rất là mới nha mọi người. Và con này nó thẳng luôn là mới tới 98-99%. Hàng của em về thì nó rất mới thì có sao em nói vậy. Cái cũng đẹp nha mọi người. Ba chốt inox và khâu đúc. Đây. Mới tin nè. Rồi mã đầu tiên là em có kích thước là lưỡi 16.5 bản rộng 4 và độ dày nó là 2 ly Santoku các thái đa năng. Và mã đầu tiên là em bán giá là 430.000 ha. 430.000 nha. Mã số 2 cũng là một cây Santoku luôn. Và con này cũng là thép 3 lớp lỗi VG luôn. Con này em có một cặp này rất là mới luôn. Con này thì cũng là khâu đúc nhưng mà khác cái con kia cũng là up full tan 3 chốt. Cán đây. Mọi người nhìn nha. Đây. Con hai con này cùng hãng đó mọi người, nhưng con có một cái là nó khác về cái khâu với cái kiểu của nó thôi. Có thể là con kia là đời trước và con này đời sau nha mọi người. Theo em biết là như vậy. Mới tin nè. Nếu mà không nói chứ còn thiếu cái hộp là nó là hàng cho mới thôi. Lưỡi 17 bản rộng 4.3 và độ dày là 2 ly và mẫu số 2 này bán giá là 450.000 nha. Mẫu số 3 đây cũng là một con Santoku thép 3 lớp, lỗi là con này lỗi rỉ rồi, em có thể đoán là lỗi carbon nha mọi người. Ở carbon thì cái ốp ngoài của nó ốp không rỉ nhưng mà cái con này cái mặt bên này cái ốp bên này nó bị lỗ rồi nè. Đó thì bên này thì nó đẹp, bên này nó đẹp nha. Và hãng của nó đây, chữ khắc của nó rất là đẹp nha, fit chữ của nó rất đẹp. Và nó có một cái móc quéo cong ở đây nè mọi người, để cho mọi người cầm đừng có bị cấn tay. Và con này còn tem nha mọi người, còn tem trên cán. Con này thì thép 3 lớp luôn thì nó cũng ốp full tan nhưng mà là nó có hai chốt thôi, không có gì không. Rồi em đọc kích thước nha, lưỡi 16.5 bản rộng 4 và độ dày con này chỉ có 1.5 ly thôi và mẫu số 3 này bán giá là 380.000 nha. Không còn đẹp lắm á, chính nó chỉ có một cái tội, có một cái là bên này nó ấy thôi. Còn ngoài ra là nó không có bị gì hết. 380.000 cho mẫu số 3. Mẫu số 4 là một cây Nakiri và cây này là thép VG luôn. Nè đó mọi người coi nè, VGon, thép 3 lớp loại VG. Rồi, nó đây rất là đẹp nha mọi người, hai chốt mà con này là chốt đồng luôn nha mọi người, con chốt đồng chứ không phải là chốt inox nữa, thép 3 lớp luôn. Đây nó có hơi bị rổ nhỏ đi xíu đây nè, và con này là không rỉ nha mọi người. Lưỡi 15.5 bản rộng 4.5 và độ dày con này là 1.5 ly, rất là bén, độ dày mỏng rất là bén nha mọi người. Và mẫu số 4 này bán giá 400. Mùa này em nói thiệt hàng rất là, thứ nhất là hàng rất là hiếm và thứ hai nữa là thật sự em nói thiệt chứ lấy cũng rất là cao luôn á. Mà bây giờ không lấy thì sẽ không có hàng. Không có hàng thì trong mùa dịch này lên video thì cũng rất là buồn. Cho nên lấy cũng giá rất là cao nha mọi người. Và con số 5 là một con đề 3 và con này thì cái mặt đây đã có chữ nha mọi người. Con này là cán thì còn rất là đẹp luôn, cán đẹp, khâu nhựa.
nhưng mà nó có một cái xấu là cái trên bề mặt này nó rỗ nè, nó thẳng là rỗ, có chữ bên đây nha mọi người, đây. Và tại sao nó cũng rỗ nè, đó, nó rỗ đây, nó hơi ấm ấm là do em thoa dầu xong bữa giờ em để nó hơi rám rám này. Cái này em lấy nhám nhẹ em chùi ra thôi, nhưng bù lại cái lưỡi của nó còn nguyên nha mọi người, lưỡi rất là đẹp nha, lưỡi rất là đẹp. Em cũng không hiểu lý do tại sao mà nó rỗ hai bên đây hay như vậy, nhưng mà lưỡi nó rất là đẹp nha. Đây mọi người nhìn nha, lưỡi còn nguyên luôn á. Thì cái con này kích thước là lưỡi 15, bản rộng 4,5 và độ dày con này là 8 ly rưỡi, nhưng gần 8 ly rưỡi, 8 ly 3 đó, em đo đứt kẹp á, nhưng mà em lấy 8 ly thôi ha. Thì mẫu số 5 này em bán ra là 380.000. Và nếu ai không có, nếu mà ai mà nó cũng không có thẩm mỹ gì mà để chiên làm cá, sử dụng chỉ lấy lưỡi mà để tốt để làm cá hay không, thì cái lưỡi này cực kỳ ngon luôn nha, còn nguyên si luôn nè. Đó mọi người nhìn nha, lưỡi còn nguyên luôn á. Nếu ai chơi dao Nhật nhiều với lại biết về lưỡi dao thì ngồi nhìn vô họ sẽ biết liền thôi. Còn ngoài ra thì nó bị giống như gia cấp nhỏ 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 vậy nè. Rồi mẫu số 5 bán giá 380. Mẫu số 6 là một con đề ba mini, và con này là của hãng Kia nha mọi người, Kia đàng hoàng nha, đề ba mini nè, đó, lưỡi đẹp nha. Mặt sau nó cũng đẹp luôn, con nhựa này là chưa vô nước nhiều luôn cho nên không cần phải vô keo. Đó. Thì lưỡi của nó là 9,5, bản rộng 3,5 và độ dày con này là 3,8 ly, gần 4 ly. Nhưng mà thôi em lấy 3 ly rưỡi. Đây, đó, mọi người nhìn nha, lưỡi nè đẹp nha. Hãng Kia đàng hoàng nha mọi người, Kia. Rồi, mã số 6 này bán giá 300.000, quên đọc lại kích thước nha. Lưỡi 9,5, bản rộng 3,5 và độ dày con này là 3 ly rưỡi. Mini nha mọi người, mini có 9,5 thôi, 300.000. Mã số 6. Mã số 7 là một con này kêu là giống như gọi là Karisuke, Karisuke của dòng Global Ni, và con này là Karisuke loại nhỏ nha mọi người. Thì đợt trước em đã bán một con rồi. Thì con này hôm nay còn con này nó không có đẹp bằng giống như con kia, nó còn hơi chút xíu như bên đây thôi nè, đó, đâu này thôi. Mọi người nhìn nha, đây. Global Ni, hàng rất là đẹp nha. Còn tem, còn mọc đỏ đây luôn. Cán cũng rất là đẹp luôn. Nó chỉ bị một chút xíu như vậy thôi. Em đọc kích thước nha, lưỡi 15,5 bản lưỡi 15. Ê lộn, lưỡi 15,5 bản rộng 3,5 và độ dày con này là 2 ly, và mẫu số 7 này em bán giá là 430.000 cho con Global Ni này nha. Mấy con Global mà cái dòng Global Ni này cũng ít có mọi người, thực sự em nói thiệt cũng ít có, không có nhiều. Nhiều nhất là dòng gì biết mọi người, dòng Global G2 là nhiều nhất. Em nói thiệt em cũng coi rất là nhiều kênh, tại vì cũng là mấy cái bạn hàng thôi, thì ai cũng nói là đi về nhiều cái dòng G2 nhiều. Còn mấy cái dòng như Global Ni nè, Sai nè, Ucon nè thì nó là rất ít tỷ lệ á, em nói luôn. Và mẫu số 7 này em bán giá 400.000 nha. Mẫu số 8 thì hôm nay còn một cây cắp bánh mì này thôi, duy nhất một cây cắp bánh mì của Global Size ba lớp đã, rất là đẹp nha. Con này cũng không thua gì con hôm bữa đâu. Con bữa thì có hai cây nhưng mà bán một cây, còn một cây thì cũng bán cũng bằng giá như hôm bữa thôi. Lưỡi 17, bản rộng 2,3 và độ dày con này là 2 ly. Mẫu số 8 đã bán giá 400.000 nha. Global Size cắp bánh mì. Ngoài cắp bánh mì, cắt thịt đông và mọi người cắt giò thủ á, mấy Tết đó mọi người ăn giò thủ hay gì là lấy con này ra cắt cực kỳ ngon nha. Em có cắt thử rồi là nó không có hết dính nhiều, tại vì nó có cái vân búa trên đây, và cắt cực kỳ ngon nha. Rồi mẫu số 8 bán giá 400.000, mọi người nhìn nó nghe rất là đẹp, nhìn nó rất là thẩm mỹ luôn á. Nếu mà đem ra cắt thì mọi người ai nói này dao đẹp gì mà là dao cắt bánh mì khá đẹp. Con này thì đẹp hơn con bữa nhiều luôn. Đây 400.000, mẫu số 8 400.000. Mẫu số 9, đây là một con Global Size 3 lớp. Đây, lỗi nó đây, đó, mọi người xem nha. Hiện bữa Nakiri nhưng mà hôm nay có con gọi là Mini, gọi là Santoku Mini. Thì cũng rất là đẹp luôn, có một con duy nhất thôi nha, một con thôi, không có nhiều đâu. Đó, tính ra em tính bán chung với lại cặp con lớn đó, nhưng mà thôi bán lẻ một con. Ai muốn lựa con lớn hoặc con nhỏ thì lựa. Thì con Santoku nhỏ của Global Size mày với Mini này nè, nó bị lỗi, nó không có logo. Thì kích thước của nó là lưỡi 13,5, bản rộng 3,5 và độ dày con này là 2 ly. Cầm rất là đã nha mọi người, cầm đã lắm. Dòng đặc biệt trong tất cả dòng Global, dòng Global Size là cầm nặng và đầm tay nhất. Là em nói ai thích mà đầm tay thì chuyên về dao đầm tay với lại Global thì nên chọn Global Size. Thì cái này em nói thì mọi người có thể sẽ kênh của em mọi người không mua được, thì nhưng mà biết đâu nhiều kênh của mấy bạn hàng khác bán có thì mọi người chọn mua. Em nói thì cái này là em sử dụng thì em nên em có cách nhìn riêng của em thì em mới
gửi cho mọi người như vậy. Rồi, mã số 9 là mang giá 600 ngàn nha. Mã số 10 đây là một con Global GS, và dòng này là dòng Betty, là dòng là chuyên cắt trái cây nha mọi người, GF3 nha. Thì con này nó bị hơi xấu đây nè, hơi xấu đây. Nên em bán giá là 290 ngàn. Lưỡi của nó là 13, bán rộng 3 và độ dày nó là 1,5 ly. Thì cắt trái cây với lại cắt nhãi thì con này là good rồi, quá rẻ trong tầm tay luôn. Mua mới cũng mắc lắm á, mua mới 1 triệu mấy á nghe. Con này có 290 thôi, còn logo luôn đó, GF3. Mọi người xem nha. Đó, 290 ngàn. Và mã số 11 đây, cái cây này là Global Pro và dòng này là Yanagi 3, và đồng này là tới 30 cm nha mọi người. Thì đợt trước còn có nên hôm nay em lên video clip em bán luôn Global Pro. Thì con này nè, đây nó bị lỗi ngay đây nè. Đây cái lỗi ngay đây nè mọi người, nhìn nha. Đó, nó lỗi ngay nè, đó nó hơi bị chấm chấm ngay đây. Và ở bên đây, còn ngoài ra là không có bị lỗi gì hết nha. Đó, hai cái lỗi này em nói luôn. Còn cán thì ok, rất là đẹp, không bị gì hết. Global Pro lưỡi 30, còn dòng này là Global Pro mà lưỡi nó là dài nhất nha mọi người. Lưỡi 30, bán rộng 3,5 và độ dày con này là 2,5 ly, là gần 3 ly. Và mỏng về trên mũi, con này mỏng đều đều luôn á mọi người, đều luôn. Và mã số 11 này bán giá là 1,4 triệu nha. 1,4 triệu cho con Yanagi 3 nè. Số 12 đây là tới dòng thủ công đây. Đây dòng này mọi người nhìn thấy hai dòng, đây là thủ công. Đây là con Yanagi 3, còn rất là mới, còn tem trên cán luôn. Thì con này là dòng thủ công, cán nó cũng còn hơi cũ rồi. Cán này em không chà, tại vì nó còn tem đây nè. Đây, chữ nó đây mọi người, chữ nó đây. Và con dòng này là hàng là thép 2 carbon, chính xác là 2 carbon. Tức là cũng có rỉ, nhưng mà rỉ ít, không rỉ. Đó, con này thì còn mới, không có vô nước gì hết luôn. Còn tem trên cán luôn, rất là đẹp. Chỉ bị ố theo thời gian là do nằm lâu thôi. Lưỡi con này là 20,5. Bản rộng 2,8 và độ dày con này là 2,5 ly, gần 3 ly. Và mẫu số 12 này em bán giá là 390 ngàn cho con Yanagi 3 này nha. Ai mà trong gia đình á, cái dòng này là rất là chuộng ở gia đình. Gia đình xài thì đừng có nên dài quá. Gia đình, em thấy gia đình nó nên xài từ 24 trở xuống là vừa. Còn những ai mà bếp chuyên nghiệp với lại người ta chuyên về sashimi Yanagi 3 thì người ta mới cần là từ 27, 30, 32, 33, 34, 35 gì đó. Còn gia đình thì mình nên vừa như vậy là vừa, và chỉ có chọn thêm cái là khâu nhựa, khâu sần hoặc là inox thôi. Thì tùy mỗi khâu nó sẽ có giá tiền khác nhau, và tỷ lệ dao nó thép gì thôi. Thì con này em nói luôn là thép 2 carbon không rỉ, nhưng mà nó cũng có chút rỉ nha mọi người. Rồi mã số 12 này bán giá là 390 ngàn. Mọi người xem kênh của em á, nếu thấy hay hoặc với lại trong quá trình em bán em nói á, có nhiều cái mọi người thêm kiến thức hiểu biết á, mọi người thấy hay thì mọi người ủng hộ kênh của em bằng cách là like giúp kênh giúp em, và nhấn vào nút subscribe đăng ký kênh em để cho kênh của em càng ngày càng phát triển. Thì phát triển thì sau này em gửi cho mọi người nhiều loại dao hơn, và có thể là bán hàng thì khi nếu mà hết đợt dịch á, có hàng tốt hoặc rẻ hơn em bán giá. Thứ nhất là hàng em không có bán theo cái kiểu mà giống như là mình nâng giá nhiều á, chỉ có bán theo mình lấy rẻ thì mình bán rẻ, còn mình lấy cao giống như trong mùa dịch này á. Mọi người thấy đó, không phải gì mặt hàng này đâu mà tất cả các loại hàng như phẩm gì đều lên giá hết. Thì cái này cũng không ngoại lệ, tại vì cái này cũng nhập về cũng khó lắm, cho nên họ lên giá một chút vậy thôi. Mã số 13, đây cũng là dập Yanagi 3 luôn, và cây này rất là đẹp luôn. Đây mọi người nhìn nha, và con này không có chữ bên này, con này em đã ra mài lại rồi, rất là đẹp nha, lưỡi đẹp lắm nha. Cái con này em đang thoa dầu nha mọi người, rất là đẹp nha, đó mọi người nhìn nha. Nhưng mà con này á, cái mặt sau nó thì hơi ám, không có được đẹp, mặt trước đẹp, hơi ám thôi. Cái này là đang thoa dầu nha mọi người. Thoa dầu thì để cho đừng có rỉ. Con này có chữ đây, chữ chứ không có. Và ngay góc cán của nó thì nó giống như nó bị nước vô, mọi người nhìn á, nó hơi rỉ rỉ. Cái này phần này thì em bắt buộc phải vô keo. Và cái này là khâu đồng của nó nó hơi bị xấu nghe nè mọi người. Xấu đây. Cán còn đẹp mọi người, cán đẹp nè. Có chữ trên cán luôn. Cái này em chà rồi. Còn cái khâu này thì em cũng có đánh bóng lên tí xíu rồi, cho nên mọi người nhìn cái màu đồng nó rất là đẹp, nó sáng hơn những cái con mà khâu đồng mà không có đánh bóng. Lưỡi cực kỳ đẹp nha. Đã nhìn như vậy là mọi người đã thấy rồi. Đang thoa dầu á. Em đọc kích thước nha. Lưỡi 22,5, bản rộng 2,6 và độ dày con này là 4 ly và mỏng dày trên mũi là cũng còn 2,5 ly. Và mẫu số 13 này em bán giá là 420 ngàn. Mẫu số 13 420. Cái này xong thì em để bên đây đi, tại vì dưới đất kia nhiều quá. Và mẫu số 14 đây, 14 đây là một cái con Yanagi 3 luôn, và con này đặc biệt tí xíu là con này cái nó là nguyên bản của nó là khu sần,
nhưng mà cái khâu sừng nó bị trét rồi, cho nên em đục ra luôn, mà cái rất là cứng nè mọi người nhìn nè, cái tang của nó bị mục như vậy, với lại nó bị hóp như vậy nè, thì có nghĩa là cái cán của nó rất là cứng nằm đó, cho nên bắt buộc em phá banh cán luôn, em chẻ luôn cái cán ra, cho nên không còn cái cán, bản chất nó là khâu sừng. Và đặc biệt con này là kêu dòng là Honyaki Kasumi nha mọi người, và sử dụng thép giấy xanh. Kasumi tức là nó có cái dòng lượng lượng nè mọi người, còn Honyaki á là cái lượng của nó là lên tới trên này và mặt ở trên này nó cũng có Honyaki luôn, còn Kasumi á là nó cái dòng lượng nó thôi. Là người ta hay phân biệt cái dòng này gọi là độ hoàn thiện của cái con dao nó cao, và người ta phải bỏ công sức nhiều để mà người ta làm ra nó như vậy. Và con này là sử dụng thép giấy xanh nha mọi người, đây giấy xanh, lượng sống của nó đây. Và cái này chỉ còn cái lưỡi thôi nha mọi người, thì cán thì em đã đục banh rồi, tại vì đục ra mới vệ sinh được, còn không đục ra, con này sợ ra không đục ra chỉ có nước banh cán thì khó vệ sinh lắm. Và nó còn chữ trên đây nha mọi người, chữ trên đây nè, nó cũng hơi mờ. Và lưỡi nó đây nha, đây lưỡi nó cũng còn rất là đẹp nha. Thì đa phần khi mà em vệ sinh xong em phải mài lại cho lưỡi nó sáng đẹp lên, tách lớp luôn, và phải thoa dầu nhiều để cho nó chống rỉ. Đúng ra không cần phải thoa dầu nhiều như em đâu, tại vì em bán thì em để ra cho mọi người, chứ thực ra em thoa lớp dầu nhiều xong em quấn băng keo á, quấn băng keo màng thực phẩm á, để lại là nó không có bị rỉ, nó đẹp nha. Thì em đọc kích thước nha, lưỡi con này là 24,5 và bán rộng 2,6 và độ dày con này là 3,5 ly, và mỏng dày trên mũi là cũng còn 2,5 ly. Và cái lưỡi Yanagiba này là em bán giá là 1,650,000 nha mọi người, là sử dụng thép giấy xanh và nó có thêm một cái đường gọi là Honyaki Kasumi, và hay được gọi, người ta hay kêu chỉ có những con dao mà độ hoàn thiện rất là cao người ta mới làm gì. Và con dao này đó giá mới rất mắc nè mọi người, giá mới rất mắc. Cái mặt sau của nó thì nó ngay đây đó, nó hơi bị rỉ rêu vô nhỏ nhỏ tiếng em ơi, có sao em nói vậy em chỉ luôn chứ không có chia dấu gì chia đâu mà. Rồi mã số 14 em bán giá là 1,650,000 nha cho cái lưỡi này. Thì em ra em có mấy cái lưỡi á, ba cái. Rồi cái lưỡi thứ số 15, đây là một cái lưỡi của con Yanagiba, và con này là của hãng Masamoto nha mọi người. Đây Masamoto hơi mòn rồi, em không dám chà phần này, chà này là bay, là coi như là bay chữ luôn á. Mọi người nhìn nha, Masamoto, lưỡi của con rất đẹp nha mọi người, đó nhìn nè, đây kỳ đẹp luôn. Và mặt sau nó đây này, mặt sau nó không có đẹp cho lắm, ok thôi. Thì nói chung nó cũng hơi rỉ rỉ á, nó thẳng ra hơi rỉ luôn. Rồi này này, lưỡi nó dài lắm nha mọi người, cái lưỡi này tới 27,5, bản rộng 2,5 và độ dày con này là 4,5 ly, và mỏng dày trên mũi là còn khoảng 3 ly. Thì mẫu số 15 này em bán giá là 950,000 cho cái lưỡi này nha. Nếu cái lưỡi này mà em để vô cái cán nữa rồi nguyên con này mà Masamoto mà lưỡi 27 nên em phải bán trên 1,5 triệu. Hãng Masamoto thì đa phần là nếu mà Yanagiba thì chỉ có sử dụng thép giấy trắng hoặc là giấy xanh hơn mọi người, nhưng mà con này em nghĩ chắc chắn là em nghĩ là thép giấy trắng á, không phải xanh đâu. Hả, mọi người nhìn nha, đó nó hơi rỉ nè, ống ra là phải bọc màng ngăn lại cho nó đỡ chứ không bọc vì nó hơi rỉ, nhưng mà cái rỉ thì nhẹ thôi, nhưng mà mình phải lấy giấy nhám mình chà liền, cứ để lâu á nó bị rỗ vô, mọi người nên nhớ ha. Rồi mã số 15 bán giá 950,000. Mã số 16, đây là một cái lưỡi của Usuba, và cái lưỡi này còn cái lưỡi của nó còn rất là đẹp nha, lưỡi còn rất là đẹp. Và chữ ở đây nha, chữ nó một lùi luôn, chữ nó khắc lưa luôn, và nó bị rỉ dưới đây, rỉ gốc cán dưới đây. Rồi nhìn nha, mặt sau của nó thì nó bị ám nè, ở trên này là ám, phần này ám, còn cái phần bị rỗ ngay góc dưới đây nè, giống như bên này nè, đó dưới góc dưới đây tí xíu thôi. Rồi nè mọi người nhìn cái lưỡi đó nha, lưỡi rất là đẹp nha. Lưỡi 18,5, bản rộng 4,5 và độ dày con này là 3,5 ly, và mỏng dày trên mũi là cũng còn gần 2,5 ly. Và mã số 16 này, cái lưỡi này bán giá 650,000 cho cái lưỡi Usuba đồng bào. Và mã số 17, đây là một con cái dáng của nó là Hamukiri nha mọi người, nhưng mà con này còn nhỏ. Lưỡi của nó nguyên cây là 20 cm, và bản rộng của nó là 5 và độ dày con này là 5,5 ly, nhưng mà em lấy 5 ly thôi mọi người, gốc cán của nó là 5,5 ly nha mọi người, rất là dày. Và mỏng dày trên mũi là cũng còn 3,5 ly á, 3 ly à, mỏng dày trên mũi còn 3 ly á, rất là dày nha, 5,5 ly lần nha. Và con này á là em đã thay cán rồi, thay cán là cán khâu sừng chữ D rất là đẹp luôn. Và nó có chữ đây nha mọi người, đây chữ đây nè mọi người nhìn nha, chữ đây, đây trong mặt sau nó có chữ, con này còn rất là đẹp, mặt sau có chữ, nó có chữ đây nè, lưỡi còn nguyên nha mọi người, lưỡi còn y xì luôn,
đó, lưỡi còn xì vậy luôn nè. Rồi lưỡi là cái lưỡi bén này như là 18 nha mọi người, còn nếu mà tính trên đây của nó là tới 20 là nha mọi người, 20 bán rộng 5 và độ dài 5, và cái lưỡi xuất và cái con số 17 này bán giá là 1.650.000 nha. Và em nói luôn Hamakiri là gì, là cái dòng dao chuyên sẽ cá ngừ, cá ngừ lớn á, nó có dòng lớn, dòng dài, dòng bự nữa, hay Hamakiri và rất là dày, cầm á, như là người ta xuống tay và người ta lóc luôn xương cá nữa mọi người, người ta để rồi người ta lóc luôn vậy nè, đó lóc luôn xương cá. Mẫu số 17 bán giá 1.650.000. Mẫu số 18 đây là một con của hãng Yaseo nha mọi người, và con này còn rất là đẹp nha, con Yaseo nó hơi bị xước ở đây thôi, đây nè, đây đó Yaseo đây nè, và sử dụng thép là VG10 nha mọi người, Center Seal đây mọi người nhìn nha, VG10 Center Seal Yaseo đó. Cán của nó đây, cán của nó rất là đẹp nha mọi người, cán rất là đẹp luôn. Sử dụng thép VG10 nha, ghi sẵn thằng ghi thẳng đây luôn nha, đưa lại cho mọi người xem nha. Đó, VG10 Center Seal, lưỡi là 19.5. Cái nếu mà không hưởng mấy cái dòng này á thì người ta hay kêu là chép, không mà con này nếu đặt đúng hơn gọi là kêu chép 6 in. Lưỡi 19.5, bản rộng 4 và độ dày con này là dày góc cán nó phải 2.5 ly, và mỏng dày trên mũi là cũng còn gần 2 ly nha. Và mẫu số 18 này bán giá là 1.1 triệu cho con Yaseo này nha, và phép VG10 không rỉ. Đây, còn rất là đẹp. Nó chỉ bị xước xước thẳng lên trên vậy thôi, không có bị gì hết. 1.1 triệu cho mã số 18. Mẫu số 19, đây là một con Ryoto, và con dòng này là ra con này là dao mới nha mọi người, nhưng mà nó cũ, cái em vô tình thật sự. Cái này là cái chữ của nó là chữ nó khắc lên thôi. Cái em đánh bóng á, tự nhiên em lỡ tay em đại quẹt vô đây cái nó hơi bay chữ đây nè mọi người, nó còn có như vậy thôi. Và cái hãng của nó là hãng Shogun, và ở đây nó cũng có là cái này đây nè, Bun Sander Seal Manjaban đây, và có dòng Ryoto này á, nó giống như là đề ba mọi người, nó mài halo hai bên gì nè, là mọi người hiểu không, tức là thái chống dính á, cực kỳ đã nha. Em có test con này rồi em, tại vì em thấy nó lạ quá, nó mài halo thái chống dính này nè, rất là đã, không thái không dính gì luôn, cực kỳ đã. Và cán của nó còn rất là đẹp luôn, ba chút đồng cán, nói chung là con này cán rất là đẹp nha, không có bị gì hết luôn, cán còn đẹp lắm mà gỗ cũng đẹp nữa. Shogun đây cực kỳ đẹp nha, Ryoto nha mọi người. Lưỡi nó 21, bản rộng 4.5 và độ dày con này là 2 ly đều luôn. Và mẫu số 19 này em bán giá là 750.000 cho con này nha. Cái cán cầm của nó mọi người nhìn cũng rất là cầu kỳ nha mọi người, cầm nè đó, cầm rất là ôm tay, đã lắm. Nói chung á, cán của người Nhật á, người ta thiết kế á, rất là ôm tay, mọi người cầm nhìn là biết rồi. Và con dao họ sử dụng nhiều á, thậm chí mình nhiều, mình sắc nhiều á, gia đình á thì có thể là mình không sắc nhiều, nhưng mà những người buôn bán người ta sắc rất là nhiều á, mà con dao cầm mà cái cán cầm của nó rất là quan trọng, không có thoải mái á, mọi người thời gian sau rất là bị gọi là bị đau khổ tay á mọi người. Cái này là cái người bán họ đã có từng nói cho em nghe em biết á, họ bị gọi là kêu gọi là bị thoái hóa cột sống cổ tay á, thấu quá cổ tay á. Rồi mẫu số 19 em bán giá 750.000. Mẫu số 20, đây là một cái, và con này là con sử dụng thép giấy xanh, đây là một con Santoku thép 3 lớp, lỗi là Aogami, và cái lường lưỡi của nó rất là đẹp nha mọi người. Mọi người nhìn nha, đó lưỡi đây. Con này là thép 3 lớp lỗi Aogami, ốp không rỉ. Ốp nó là ốp không rỉ và nó có thêm một cái lớp oxit đen này nha. Lớp oxit đen này thì còn nguyên nha mọi người. Lớp oxit đen nó còn nguyên đây. Dập bên đây nha, lỗi giấy xanh nha mọi người. Cái lỗi rất là dày nha, lỗi rất là dày. Và cán là cán khâu sừng, cán chữ D. Thì con này em đã thay cán nó, rất là đẹp nha. Và em có đánh bóng lại chút xíu ngay chỗ đây nè, với lại sửa ngay chút xíu cho mọi người, cầm cho nó thoải mái, không có bị cấn tay. Quan trọng ngay chỗ đây nè, mọi người nên làm cho khách hàng á, hay em bán á, nên kỹ xíu chỗ đây tí xíu, cho người ta cầm về rất là thoải mái, người ta cầm người ta thái thời gian á, nó không có bị gì hết. Con này còn rất là đẹp nha. Đây, Santoku nha mọi người, lưỡi rất là đẹp luôn nè, đó. Đã ốp không rỉ à, nhưng mà nó còn thêm cái ốp oxit đen nữa người, còn nguyên bản luôn. Lưỡi của nó là 16.5, bản rộng 4 và độ dày góc cán của nó là 4 ly và mỏng dày trên mũi là cũng còn khoảng 1.5 ly. Và mẫu số 20 này bán giá là 1.1 triệu cho con này nha, con Santoku này. Mẫu số 21, đây là một con này quen thuộc rồi, đợt trước em có bán hai con, và con này là con cuối cùng. Con này là chắc là em đang xài á, nhưng mà hôm nay em ra em bán.
tại vì thật sự ra không còn dao, cho nên lấy bớt vào nhà ra bán. Chứ trong bếp em hay thích để là mấy con dao tốt tốt em để xài á, trải nghiệm. Hiện nay lấy em đem ra bớt bán bớt. Đây là con Santoku của Global Size 3 lớp đây mọi người nhìn nha. Con này còn rất là đẹp, không có logo. Thì nó với lại con mà nhỏ nhỏ nãy là cùng một cặp á, con lớn con nhỏ, cán cũng còn đẹp lắm. Không có logo nha mọi người. Lưỡi là 19, bản rộng 4,7 và độ dày con này là 2 ly rưỡi đều luôn. Đều luôn nha mọi người. Và mẫu số 21 này bán giá là 850.000 cho con Santoku Global Size này nha, 850.000. Mẫu số 22, đây là một con Santoku và G46 bị lỗi nè mọi người nhìn đó, lỗi hãng nó dập logo quá trời luôn nè, đó dập logo quá trời. Và bên đây nữa dập hai cái và nó hơi bị lỗi xíu ngay góc cán này nè, hơi rủ rỗ nhỏ 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 đây nè. Đó, bên đây cũng vậy nè, bên đây bị vậy nè. Cán thì đẹp không bị gì hết. Nó chỉ bị vậy thôi và nó bị lỗi gặp logo quá trời luôn. Nó giống như xăm mình á, tội nghiệp em nó ghê, xăm mình cạch 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 quá trời luôn. Lưỡi thì 10 lưỡi 18, bán rộng 4,5 và độ dày nó là 2 ly và mẫu số 22 này bán giá 400.000 cho con Santoku Global G46 nha. Lỗi dập logo quá nhiều. Con thì không dập logo, con thì dập cái đóng. Thì mẫu số 23 đây cũng là một con G2 và con này cũng hơi lỗi nhẹ. Đây, lỗi con sao em nói vậy? Thì con này nó hơi lỗi lỗi chút xíu đây nè, đó nó hơi bị rỗ chút xíu nhỏ lỗ nhỏ hơn lỗ kim không mọi người. Tại vì để gần á mọi người sẽ thấy rõ hơn đó. Vậy. Ở bên đây thì như vậy nè, ngay góc này tí xíu thôi, cũng không ảnh hưởng gì tất cả nha, nhưng mà nó bị như vậy thì em nói thôi. Thì lưỡi của nó là 20, bản rộng là 4,2 và độ dày con này là 2 ly và mẫu số 23 này bán giá là 450.000. Thì nó bị lỗi nhẹ bán 450, còn đợt trước là bán 500.000 thì nó cũng còn hơi đẹp. Nó nói chung cái lỗi này là không ảnh hưởng gì hết. Tại vì để gần như vậy mọi người thấy chứ thật ra để cầm ra ngoài để xa vậy mọi người cũng không thấy. Rồi mẫu số 23 này bán giá 450. Mẫu số 24, đây là hôm nay có một con này rất là đặc biệt, là tại sao đặc gọi là bạc, nó là dòng GF mà em chỉ có một con duy nhất là nó rất là dài. GF nó là GF F24. Kì con đợt kia là GF22 nó ngắn, còn này con này rất là dài. Nó này tới 15 lần và con này là đúc nguyên cây nha mọi người, đúc nguyên cây luôn, rất là dài và đúc nguyên cây. Rất là nặng, nhỏ vậy chứ gần 2 lạng á trời. Nặng lắm, nặng cán lắm. Thì là lưỡi của nó là 15, bản rộng 2,2 và độ dày con này dày góc cán là 3 ly và mỏng dày trên mũi còn 2 ly. Và mẫu số 24 này bán giá là 550 cho con GSF24. Mọi người có thể lên Google mọi người bấm search ra nghe mọi người. Đây. Và ngay đây ngay ngay chữ Global của nó có hơi bị lỗi xíu nhỏ nhỏ này nè. Cái này chùi không ra, không chà luôn, không nên chà luôn. Ba chữ ổn lắm. Ba logo. 550. Mẫu số 25 đây là một con cây gọi là nếu mà theo Nhật gọi là phi lê mà hay còn gọi là dòng Suzuki, tức là sao? Tức là nó dẻo vậy nè mọi người, đó dẻo dẻo à. Thì dòng phi lê á mọi người, phi lê lạng da, cái này lạng da cá là cực kỳ ngon luôn á, lạng da và móc lạng lạng nè, dẻo mà. Lưỡi của nó là 20, bản rộng 1,5 và độ dày con này chỉ có 1 ly thôi và mỏng dày trên mũi là còn 0,5 ly nè, bé dẻo dẻo luôn. Đó. Mẫu số 25 này bán giá 370, còn còn cây em bữa trước còn bán cây nè, còn cây. Bán đợt này thì con này không có đẹp như con kia, nó bị hơi lỗi tí xíu ngay cái lưỡi á, nên bán 370 chứ. Mẫu số 26 đây là một con Global, gọi là Global Ni. Dòng này là dòng cắt bánh kem. Cắt bánh kem. Cắt bánh kem mà làm đẹp quá. Cái này hay ơi, em á làm nó thiệt chứ cắt gì cũng được, cắt thịt cũng được nữa. Mày bán cắt thịt luôn. Đầu nó tròn, nó phụ nữ lại rất thích luôn mà dài nữa. Lưỡi nó tới 22, bản rộng 3,1 và độ dày con này là 2 ly rưỡi nha mọi người. Mẫu số 26 này bán giá 420. Đó, con này thì không có gì đây giới thiệu nhiều cho mọi người. Và em nói là cắt cái gì cũng được, không phải là cắt bánh kem, người thái thịt luôn, thái thịt thái rau cũng được luôn. 420.000, cán còn đẹp lắm. Cán đẹp. Mẫu số 27, đây là một con Global Ni, là con này là con lớn hơn là con nãy dòng Karisuke mọi người. Đây nè, dòng này cao bự hơn tí xíu. Global Ni, nó là dòng GN007, cán cũng còn đẹp lắm. Đó. Nó hơi bị là ám ám ngay dưới cái lưỡi tí xíu đây thôi. Đó. Lưỡi của nó là 18, bản rộng 4,3 và độ dày nó là 2 ly và mẫu số 27 này máy bán giá 600.000 nha cho con Global Ni này nha. Nó hơi bay cái logo màu đỏ đi xíu thôi. 600.000. Và mẫu số 28 đây là một ba con da Betty. Thì đợt trước em còn á.
em, nhưng mà có con kia nó bị lỗi cái mũi á, nó bị gãy cho nên em lấy em bỏ ra. Nên giờ em gom ba con em bán nha. Dòng này là con này là Tohu nè mọi người. Dòng này Betty là Tohu full carbon. Thì cái này phần này trên đây nó hơi bị ám đi xíu nè, đó em đưa xíu rồi. Hơi bị ám một tí. Nhưng mà mặt bên rất là đẹp và khâu đúc. Còn dòng này là không rỉ, không rỉ nè mọi người. Và dòng này là Betty của này, nếu mà em nó không nói là dòng trĩa trái cây của Giao Đức Wusu. Dòng này cũng hiếm lắm á. Đó. Đó Đức nè. Còn rất là đẹp nha. Slogan. Rồi ba cây này em bán giá là 480.000 nha, 480.000 cho ba cây này nha. 480 ba cây Betty. Mong ba cây này bằng có mua mà không tới mua một cây giá mới nữa mọi người. Con này mua mới là cũng không có rẻ đâu. Chứ đừng nói 480. Rồi mẫu số 29, đây là một cặp dao đi rừng nè. Đó cặp dao đi rừng. Con này thì mọi người biết rồi ha, công dụng là cắt dây nhợ nè. Cái này là cắt những cái cọng dây nhợ câu cá hay là mấy dây trong rừng nè. Lưỡi này là lưỡi đề ba nè, làm cá nè. Hãng của nó nè, Bemlomos. Cán nhựa là chống không nước và bị mục nè. Và còn con này là dao đi rừng nè, đó nhìn nè, rất là đẹp nha mọi người. Đây nó có cái chữ Center Seal bên đây nè, đó Center Seal. Và bữa nó có cái chữ bên đây nữa nè, nên nhưng mà em đánh bóng cái nó bay em nó mờ đi luôn rồi. Con hãng bác sẽ băng á, đây nè. Đây nghiêng xuống đây nó có cái chữ dưới đây nữa nè. Thì cái con dao này nó còn rất là đẹp luôn, cán cũng còn đẹp lắm. Cái này cán của nó là chúc đồng mọi người, chúc đồng á. Đây, nhưng mà em bữa nó bị nó hơi rổ như cái lưỡi gốc bên đây nè, với lại bên đây nè mọi người. Ở bên này, đó. Đó một cặp và cái nó có bao da luôn, đó bao da của nó đây. Thì ai mà đi phượt đi rừng thì một cặp này là đúng good rồi, không còn gì để chê rồi. Cặp 29 này em bán giá là 750 nha. 29 này em bán giá 750. Cái lưỡi con này thì em nhắm từng khoảng 9 xăng thôi nha mọi người. Còn cái lưỡi này thì em đo cái. Em không có đo tại vì cái lưỡi này thì mà 10.5 nha mọi người, 10.5. Bản rộng của nó thì 3 và độ dày con này là 2.5 ly. Đó. Thì con dao đi rừng nè, cái cán cầm của nó rất là cong tay và đã. Đây. Đó, đưa vô đây một cặp đây, nó rất là đẹp. Rồi, mã số 29 này em bán giá là 750 cho cặp dao đi rừng này nha, 750. Thì có hơn đúng một cặp này bán 750. Mã số 30. Mã số 30 đây là một cái lưỡi Nakiri. Và cái lưỡi này là của hãng Masahiro. Và cái lưỡi này em tra, thật sự ra thì không cần tra tại vì em đã từng bán rồi nên em biết. Lưỡi Masahiro và cái lưỡi này sử dụng thép giấy xanh Aogami nha mọi người. Mọi người nếu không tin có thể lên Google bấm vô Nakiri Masahiro thì nó ra cái dòng này. Nó có cái mọc dưới đây mọi người. Có cái mọc dưới đây, hãng Masahiro là nó sử dụng thép là Aogami nha mọi người. Cái lỗi này thì vậy đơn giản em đã từng bán rồi, với thứ hai nữa em bán cho mới luôn rồi. Thứ hai nữa em mài sơ thì em biết rồi. Thì cái lưỡi này là nó hơi rỉ nè, em chưa có chài gì hết luôn, em để gì luôn. Nên em bán cho mọi người. Và đã bị cái tang của nó đó, nó mục á. Cho nên mọi người về hàng chút vô nha, hàng chút vô đây. Cắt bỏ đây hàng chút vô đây thì vô keo là ok thôi. Em đọc cái trước nha, lưỡi là 15.5, bản rộng 5 và độ dày góc cán là 5 ly và mỏng dày trên mũi là cũng còn 1 ly nha mọi người. Rất là cứng lắm, thép xanh mà, cứng lắm. Bây giờ em biết đem tính làm á, nhưng mà mùa dịch này cũng không có đi đâu, với lại không có đồ để làm cho nên em không có làm hàng á, hàng cái tan vô. Và mã số 30 này, cái lưỡi này em bán giá là 300.000 nha, 300.000 cho lưỡi Masahiro này nha, Masahiro. Mọi người có lên mạng bấm Masahiro Nakiri nó sẽ ra. Đó, chỉ cho luôn mọi người. 300.000 cho mã số 30. Mã số 31 này là một cặp foil global. Thì cái này là đề 3 thì được chứ em đã có bán rồi, còn này là Betty. Hiện cặp foil này em bán giá là 270.000 nha, cho mọi người về muốn mod gì mod. Đề 3 thì làm đề 3 hai mặt, còn này thì mày về làm một con Betty bỏ túi đi rừng. Đó, 270 cho mã 31. Mã 32, đây là một cặp phôi của dòng Goloboni nè. Đó, con lớn con nhỏ, con lớn con nhỏ nè mọi người. Phôi, chưa hạ, mọi người về hạ, một thoải mái hạ. Thì cái nó giống nãy là lưỡi con 18, nhiều quá, đem đo lại coi. Con dài của nó 16.5 mà mọi người. Còn con ngắn của nó thì 15. Con dài 16.5, con ngắn 15.
Thì cặp phôi này em bán giá là 390 nha, mã 32, 390. Và mã 33. Mã 33 đây là một con Karisuke. Karisuke lưỡi còn rất là đẹp luôn nè mọi người nhìn nha, Karisuke. Karisuke, chữ của trên này của nó có chữ trên này nhưng mà nó bị mờ rồi. Và cái thứ hai nữa là ở đằng sau đây nó cũng có chữ nữa nè. Và con này là khâu nhựa nha mọi người, khâu nhựa. Karisuke. Thì lấy về nó đã nó xấu lắm nhưng mà em phải vệ sinh lại. Nè mọi người nhìn nghe nó mài, nó hơi lõm lõm lên tí trên đây nè, nó mài á, thời gian nó cũng mài lõm hơn. Cái này thì em bó tay em chỉ mài, nhưng mà em thấy lưỡi nó rất là đẹp, lưỡi rất là đẹp nha mọi người. Đó mọi người nè, nhìn nè, lưỡi nó cực kỳ đẹp luôn, bén lắm. Lưỡi nó 19,5 lận nha mọi người, lưỡi 19,5, bản rộng 3,8 và độ dày con này về góc cán là 4 ly và mỏng dày trên mũi là cũng còn khoảng 3 ly á mọi người. Karisuke và khâu này là khâu nhựa nha mọi người, khâu nhựa. Và qua nữa cái cán của nó có một chút xíu bên đây rồi là bị mối nó ăn nhỏ nhỏ bên đây nè. Cái này em đổ keo vô thì cũng được á. Nhưng mà em thấy không ảnh hưởng gì cho nên thôi. Đổ keo vô keo AB á, chét vô đây em mài lại thôi. Hôm em để về thì ai mua về họ tự làm thôi. Và mã số 33 này em bán giá là 790.000 cho con Karisuke này nha. Karisuke này là mọi người thái đa năng và mũi nhọn cực kỳ làm gì cũng được lắm, đã lắm. Nhưng mà em rất là thích cái lưỡi của nó nha mọi người, lưỡi nó cực kỳ đẹp luôn. Đó mọi người nhìn nè, đường lưỡi nè. Đó lưỡi đẹp ghê. Còn cái đường này là đường nó bị nó tụi bên đó nó mài á. Nó mài đá mà nó mài không biết làm sao, có thể là cái thằng chủ của cây này nó mài kỹ thuật của mài nó em không biết làm sao mà mài riết mà nó ăn lên từ trên này tí xíu, nó hơi lõm lên tí xíu trên đây. Rất là đẹp nha. Mã 33 790.000 và video của em đến đây cũng đã kết thúc rồi. Em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Mọi người đừng quên bấm vào nút subscribe kênh của em và nhấn nút like nha. Em cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.